À rồi, thấy rồi. Nữa luôn, tới luôn. Rồi, mở cửa về luôn. Rồi, chân hoa. Rồi, đi, trời đất ơi, chán ghê chưa thanh niên. Cái này cũng lâu rồi, cũng có 10 mấy năm. Mấy năm rồi. Rồi đi điều trị sao nè? Điều trị hết vài ba bữa rồi đau lại chứ nó hết luôn nữa. Nhưng mà anh đi cứ thấy vô từng người từng người từng vậy hả? Dạ. Bây giờ nếu mà tôi làm là hết từng rồi anh chạy được đúng không? Công phải thấy nhiều. Bây giờ không bao giờ nghĩ chạy được. Bây giờ anh đi á. Chắc vậy được, cái bình thường gọi là mình. Đi là đã từng rồi, đúng không? Rồi trước làm gì vậy? Làm mướn. Làm mướn không ạ? Dạ. Bốc giác phải không? Ở tay chân luôn. Nhưng bây giờ tôi nói cho ông biết, bây giờ không có tiền cũng kêu vợ nuôi chứ giờ ông bắt giác hết nổi rồi. Hết rồi, nghỉ bốc giác 2 năm rồi. Thấy không? Đây bị vậy rồi, đó rồi bị xe nữa. Thấy không? Giật cho nó đau. Cấm cho nó đau, mẹ nội ơi. Phải chườm đá tích cực, rồi hớp không khí, đi bộ, nhịn ăn, mấy cái đó áp dụng cho đúng. Hớp đi anh em, chườm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635. Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.